nói về protein thực vật, có thể các bạn xem trong video sau nè. Thì đây là gọi là idol của thể hình Mỹ. Anh này là anh đã chia sẻ cho mình cái protein thực vật một cách rõ ràng nhất cho bạn xem. Các bạn xem tham khảo nha. You compare whey protein from meal and vegan protein. Vegan protein? Yeah. For me personally, I've had them both. But if I had to choose, I would go 100% whey. Yeah. Reason why? Because with the whey protein, this gives you extra aminos, acids, so you get your glutamine, you get your BCAA, and this is a stronger amount. This is a stronger blend of protein than the vegan. However, the vegan protein is also good. It has its own, positives. Mm-hmm. So with vegan protein, it helps with like it's a plant base. Okay. So that's one. It helps with stuff like with cancer and stuff. Studies have showed that kind of stuff. So it helps with that. But however, in terms of like right after your workout to get everything you need, this gives you the amino acids, it gives you the protein, it gives you glutamine, it gives you everything you want right after your workout. Okay, okay. However, I would personally say it's good to mix both. Okay. There are times I've taken this and there are times I've taken that as well. Oh, okay. So it's good to mix your protein. I always do that. Okay, cool. Yes, thank you. No problem. Đó là sự khác nhau giữa whey và protein thực vật. Whey thì là protein từ động vật, còn protein thực vật thì đây là protein thực vật. Thì cái loại mà rẻ nhất là loại đậu nành. Còn trong những cái loại protein này thì nó cao cấp nè, nó không có đậu nành. Thì ở đây hôm nay mình sẽ thử các bạn vị forest nha. Thì nếu mà được á, các bạn nên sử dụng, nếu mà chay thì đương nhiên sử dụng protein chay rồi, protein thực vật. Còn nếu mà có điều kiện thì các bạn sẽ dùng thay phiên với nhau, gồm whey từ sữa bò nè, rồi kết hợp với lại ăn uống thịt gà, thịt heo, tôm và thêm một cái nguồn nữa là đậu. Còn nếu mà ok hơn nữa thì có thêm sự lựa chọn đó là vegan protein đến từ protein thực vật. Người ta sẽ làm sẵn cho mình luôn, mình chỉ pha ra muỗng thôi, cho nên tiện hơn các bạn. Thì thay dùng whey dùng cái này cũng được. Các bạn ăn chay hoặc là các bạn mà kiểu ngại mụn từ các bạn mà hay bị kích ứng bởi whey á, nó sẽ tí tiếng nhợn á, các bạn dùng loại này luôn thay phiên. Đây, mình sẽ thử cho bạn vị trái cây rừng nha. Trước giờ chưa làm gì trái cây rừng. Rồi, cho nó thêm xíu nước vô, cho khoảng 300ml nước. Loại này các bạn dùng trước tập, sau tập nên là dùng sau tập, nhưng mà trước tập thì nếu mà không có gì ăn á, các bạn có thể đắp protein này trước cũng ok luôn. Xài trước 1 tiếng nha, chứ nếu mà xài muộn quá, sát giờ quá thì các bạn uống rì nữa thì nó sẽ không nên. Với lại tiêu hóa nó cũng lâu á, cho nên là uống trước 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thì cho nó chắc. Nó tiêu hóa rồi các bạn, nó tiêu hóa thành axit amin rồi á. Tiêu hóa xong nó chuyển hóa sẽ đông minh rồi, thì các bạn vô tập thì học lý luôn. Rồi mình thử cho bạn vị trái cây rừng nha. Hôm bữa lúc trước mình đã làm cho bạn vị cà phê nè, vị vani rồi. Để lấy cái ly rót cho bạn xem nha. Cái này cũng dễ tan lắm các bạn, chỉ có mát là nó hơi khó tan thôi, chứ cái này tương đối là rất dễ tan. Nó đặc lắm. Đây, gói này cho mình 19g protein, ok lắm nha các bạn. Cũng ngang ngửa với ISO Zero thì 21g. Mình nghe mùi đậu, ngũ cốc, những cái ngọt ngọt nè. Nói chung phần lớn á, mình lại nghe mùi đậu không các bạn. Đậu, ngũ cốc và này nọ. Đậu, giống như bột đậu á. Bạn nào uống bột đậu sẽ biết rồi. Mà cái này là bột đậu được mệnh danh là bột đậu cao cấp. Xong, nói chung là cũng dễ uống, chán cái liền. Cái mùi này mình đánh giá là nó thua cái vani nha các bạn. Vani với cà phê sẽ hơn được cái mùi trái cây này. Nam giới thì sẽ cảm thấy nó không thích trái cây lắm. Nhưng mà nhiều khi các bạn nữ thì mình thích mùi trái cây, cho nên là cũng tùy nha. Cho nên là mình mới chọn một đống gói như vậy để các bạn có nhiều sự lựa chọn được mùi vị. Các bạn mua có thể nhắc mình để mình đưa cho các bạn
sắp xếp cho bạn 5 vị luôn để các bạn uống cho thoải mái. Thì loại này ở trên này nó ghi luôn nè, là gồm bao gồm cái guava nè, cái goji và trái akaberry, và một số về dạo với là đậu Hà Lan nữa. Protein nó nhiều nguồn như vậy thì nó mới đầy đủ được acid amin để cho các bạn. Chỉ 21 acid amin mà chính loại quan trọng mà nó bị thiếu thì nó sẽ không tổng hợp mà toàn diện, nên người ta mới chọn mỗi lần mà làm protein thực vật người ta sẽ đi qua công đoạn lựa chọn rất là nhiều cái loại từ nhiều nguồn protein thực vật với nhau, cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút xíu. Thì các bạn dễ dàng thấy rồi đó, ví dụ như gói này với lại gói Isozero nó bằng giá, nó ngang ngửa xem về giá nhau, nhưng mà cái này nó thiệt hơn 2 gram protein, nhưng đổi lại là nó sẽ không bị kích ứng và không bị dị ứng này kia nha. Rồi vậy thôi, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn nào cần sample, cần protein thực vật thì liên hệ mình ở số Zalo nha.